Vacha này, 50 bằng 50 ký tự này, ví dụ như vậy ha. Rồi chúng ta sẽ có ấy kiểu in này, được chưa? Rồi enter, chúng ta tạo một cái table, bây giờ chúng ta xâu cái table lại coi. Rồi có một cái row user, bởi chúng ta sẽ sử dụng insert in to you, chúng ta sẽ có giá trị là gì? Xin chào các anh chị quay trở lại với kênh tip JavaScript, tôi là Anoistic. Đợt vừa rồi chúng ta đã đi qua một cái video chúng ta sử dụng Docker để mà cài đặt Redis và MongoDB. Thì sau đó một số anh chị đã gửi tin nhắn đến cho tôi và muốn tôi trình bày một cái video nói về Docker để mà cài cái MySQL, và đồng thời là chúng ta tạo user để quản lý một cái database mới và chúng ta connect ở trong dự án Node.js MySQL như thế nào. Thì hôm nay video đây tôi sẽ xử lý nhanh cho anh chị để mà chúng ta hoàn thiện cái story về Docker. Docker là bây giờ tôi nghĩ nó không thể thiếu trong những anh chị lập trình viên của chúng ta. Thì chúng ta đó là một kỹ năng cao trong cái quản lý Docker, là đó là một cái kỹ năng mà chúng ta nên có trong con đường lập trình viên của chúng ta của mình. Thì đầu tiên bây giờ tôi sẽ mở cái Docker lên, chúng ta không nói nhiều nữa ha, chúng ta sẽ mở Docker lên để chúng ta biết những cái gì mà chúng ta đang cài ở trong máy của chúng ta rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra Docker này, bây giờ là nó sẽ import lên, nó sẽ mở dashboard cho chúng ta lên một cái để chúng ta biết chúng ta đã cài đặt image gì rồi ha. Rồi bây giờ tôi đã cài đặt MongoDB và Redis này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cài đặt một cái MySQL. Thật ra máy tôi chưa làm gì hết á, tôi chỉ dùng máy công ty với lại máy tính bàn của tôi, chứ máy laptop thì cũng ít. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng này. Bây giờ đầu tiên thì như mọi thương mọi lần chúng ta sẽ Docker trừ version để cho anh chị biết là tôi đang sử dụng cái version nào. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ pull một cái Docker mới nhất ha. Search này, search MongoDB này, à quên, MySQL này. Chúng ta xem search có, tất nhiên là có rồi, đây MySQL đây. Là nó start đây. Nó là open source ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ pull về ha. Docker pull MySQL. Rồi, chúng ta sẽ cài đặt một phiên bản mới nhất. Nếu mà phiên bản mới nhất là 8.0, hình như là vậy. Rồi, chúng ta sẽ install nó ha. Do máy của tôi chuyên tổ cho nên nó pull về download hơi bị lâu. Anh chị chờ một chút hoặc là tôi sẽ cắt video này ra cho anh chị nhanh nhanh. Rồi sau khi mà chúng ta sẽ cài đặt thành công thì nó xuất hiện cho chúng ta một starter hoặc là một cái guest của cái sát 256, đó là mã số ha. Rồi sau khi đó thì chúng ta sẽ kiểm tra nó tồn tại hay chưa. Chúng ta chờ một chút đi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ rồi bây giờ chúng ta check email nó tồn tại hay chưa. Chúng ta sẽ điểm Docker. Những cái thao tác này anh chị luôn nhớ luôn nha, email đó. Chúng ta sẽ có cái git, à cái feed, nó get cho chúng ta mà tôi đã giới thiệu cho cho anh chị mà video trước để nói về cái tool này. Cái tool này nó chỉ cho chúng ta rất là nhiều, chúng ta không cần phải nhớ là gì đâu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ dùng Docker image. Bây giờ có ba cái MongoDB, MySQL và Redis đúng không? Các anh chị yên tâm, tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị là RabbitMQ để edit text này, Google Cloud, Amazon đầy đủ trong cái Docker này. Đó. Cho nên cứ theo dõi cái nhóm hội viên, tôi sẽ trình bày hết tất cả các anh chị ha. Rồi tiếp tục này, bây giờ chúng ta sẽ Docker image rồi đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái container để mà chạy ha. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một container để chúng ta chạy. Chào gạo yếu, sao gì không? Rồi chúng ta đã có ba cái image MongoDB, MySQL và Redis đúng không? Bây giờ chúng ta việc tiếp theo là chúng ta tạo một cái container để mà chạy ha. Thì dễ dàng thôi, chúng ta Docker này, run này, đó. Trong feed là nó ghi hết đầy đủ cho chúng ta name. Đó, sử dụng feed là ok. Chúng ta có my db đúng không, my query db cho chúng ta trừ d tức là tách ra này, để tách này, trừ p là port này, ánh xạ này, 3006 này, 3306 này, sorry, 3306 rồi, 3306 đây anh chị này, 3306. Tôi nhắc lại một lần nữa nha, đây là ánh xạ, đây là ánh xạ của chúng ta này, còn đây là port trên container mà trên Docker mà chúng ta pull về ha, bỏ cho đúng này. Tiếp tục trừ e là gì, trừ e tức là biến môi trường này, chúng ta có thể biến môi trường cũng được hoặc là chúng ta ghi cứng cũng được này. MySQL root đây là password đúng không, còn mặc định là root đúng không, password đó, bỏ cho đầy đủ bằng 1 2 3 4 5 6. Ok, ví dụ như vậy ha. MySQL đó là endpoint. Rồi bây giờ chúng ta sẽ còn gì nữa không, chúng ta chạy. Ok,
thì nó ra một cái mã số email cho chúng ta. Bây giờ chúng ta kiểm tra cái container này nó đã hoạt động chưa. Chúng ta chỉ cần Docker container ls. Ok, bây giờ chúng ta sẽ có một cái pool này. Tôi xóa đi. Rồi, chúng ta sẽ có một cái pool này. Nhỏ nhỏ lại. Đây, thì anh chị thấy chưa? Docker container chúng ta sẽ có mã số này, email này. Rồi, ok. Query 17 giây trước. Như vậy đó, chúng ta sẽ có MyDB. Rồi, bây giờ chúng ta làm gì? Rồi, tôi chuyển qua cái terminal cho nó dễ hơn. Docker container ls. Rồi, chúng ta đã có một cái command ở đây đúng không? Một cái container đang chạy ở đây, MySQL. Với name là MyDB. Hoặc là chúng ta 306 như chúng ta đã trao đổi hồi nãy đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ viết một cái file connect test đây này. Đây là tôi đang lấy một cái thư mục. Tôi đang lấy thư mục của backend mà tôi đang triển khai cho khóa học e-commerce backend 1 tháng 30.000 cho 1.000 hội viên của chúng ta. Thì bây giờ tôi đang viết file test trong cái này ha. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái thư mục test đây này. Chúng ta sẽ có gì? Connect .mysql.test.js. Rồi ok. Chúng ta sẽ có một cái file. Chúng ta có một file đây. Đầu tiên thì tôi sẽ, nếu mà sử dụng cái MySQL á thì tôi sẽ dùng MySQL 2. Mà tôi đã trình bày cho anh chị, bây giờ tôi sẽ install một cái install in MySQL 2. Có không? Có nha anh chị. Rồi, set. Rồi, chúng ta install cái đó. Rồi, trong cái lúc install thì chúng ta sẽ viết này. Con MySQL sẽ bằng rewind. Rewind gì? MySQL 2. Ok. Rồi, một tên này. Rồi, chúng ta sẽ tạo một cái pool đúng không? Create a connection to connect to pool. Ok. Rồi, center. Pool, ok, pool này chúng ta sẽ có này, connect my pool MySQL run localhost. Rồi ok, port là 306 là bằng mặc định này, user là root, MySQL là 12345 password. Hôm nay chúng ta nên DB chưa cần đâu. Rồi, sau đó là chúng ta sẽ tạo một cái query ha. Chúng ta sẽ tạo một cái query perform a sum option. Rồi, chúng ta sẽ có pool.query. Rồi, query là gì? Chúng ta sẽ chọn một cái câu lệnh để chúng ta test, đó là select 1 cộng 1 s show solution. Đó là chúng ta chuyên gia là chúng ta có câu để mà chúng ta test ha. Rồi error, chúng ta sẽ có một cái biến là gọi là error. Và sau đó là chúng ta sẽ có gì? Research. Rồi chúng ta sẽ có ok, như vậy thôi. Đúng chưa? Ok. Rồi nếu if true error. Rồi nếu mà thành công thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ in ra console log chấm query research. Ok. Còn gì nữa không mà khóc với sầu. Chúng ta close pool connection pool.end. Ok. Chúng ta có error. Chúng ta có error if error true. Còn không thì chúng ta sẽ làm gì? Console log connection close. Ok. Bây giờ chúng ta thử chạy ha. Để chúng ta thử chạy này. Node test connect MySQL. Chạy này nếu mà ra bằng 2 thì ok này. Đó, đáp chất. Chúng ta bỏ JSON ở đây. Chúng ta có JSON bạc sơ. Chúng ta có JSON thôi bỏ ra luôn đi. Để lâu mất công. Sorry anh em nhé. Làm hơi cầm kềnh một chút. Dậy cho khỏe đi. Rồi, chúng ta chạy lại. Nếu bằng 2 là ok đó. Solution bằng 2, 1, 1, 2. Tức là chúng ta đã kết nối thành công cái database của chúng ta dành cho Docker.
Bây giờ chúng ta đã đi thao tác nâng cao hơn một chút, chúng ta nên nâng cao hơn đó. Chúng ta đi vào cái terminal để chúng ta tạo một cái user cho chúng ta cho dự án chứ. Chẳng lẽ chúng ta connect root đâu có đúng đâu, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp theo, đó là chúng ta sẽ quản lý cái root của chúng ta. Có một trường hợp này, nếu mà chúng ta không thể truy cập vào máy que thì chúng ta có một số lý do nó xảy ra. Thứ nhất là tường lửa này, cái firewall của chúng ta là chúng ta phải thiết lập lại. Thì các anh chị search trên Google hoặc là anh chị nếu mà không được thì chúng ta sẽ PM lại cho chúng ta để chúng ta sử dụng ha. Ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào quản lý cái SSH trong cái Docker của chúng ta. Anh chị sorry anh chị một chút, tại vì nhà nhà đang có khách, tức nghĩa là khách của các bé đến chờ đồng quan hết cả ngày. Ok, bây giờ tôi sử dụng ha. Docker. Set. Máy MyDB. MyDB SH. Rồi ok, chúng ta vô. Đầu tiên là chúng ta sẽ đăng nhập MySQL chữ view root lại root này. Anh nhớ, nhớ viết liền nha. Cú pháp nó vậy chứ đừng cách ra, đừng cách gì ha. À đừng cách vậy ha. Liền. Rồi password là P trừ B 1 2 3 4 5 6. Nếu anh chị không muốn nhập nhiều vậy rõ thì anh chị làm vậy thôi ha. Ok đó, 1 2 3 4 5 6 rồi enter vô ha. Đó là vô quản lý của SQL của trong Docker của chúng ta. Cái version của chúng ta là 8.0.33. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quản lý như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ xấu database này. Đó, là chúng ta sẽ có database từng này ha. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái user để mà chúng ta mong muốn để chúng ta cho dự án shop dev của chúng ta dùng MySQL đúng không? Cái dự án hội viên trong e-commerce của chúng ta là có ba cái database. Một là Redis, hai là MongoDB, ba là MySQL. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái đó là RabbitMQ và Elasticsearch để mà chúng ta sử dụng tìm kiếm trong e-commerce nhanh gọn và hiệu suất cao. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tạo một cái user mới, create user. Chúng ta sẽ có tip JS, tip JS là tên account này, chúng ta có a còng này. Chúng ta bỏ phần trăm. Anh chị nếu bỏ phần trăm là nó hiểu là localhost, còn anh chị mà không bỏ á, là đôi khi nó lẫn lộn giữa localhost và một cái IP tức là 127.0.1. Cho nên là điều khuyến khích recommend trong các dự án, trong các cấu hình của DevOps thì người ta nên sử dụng phần trăm. Identify. Rồi, sử dụng là cái fix quen lắm bây giờ viết sung sướng lắm ha. Rồi 1 2 3 4 5 6, tôi bỏ password của 4 5 6 luôn. Identify. Rồi, chúng ta enter cái sorry. Copy cái này. Thiếu chỗ phẩy. Rồi, phẩy. Ok, query thành công, không có error nào ảnh hưởng gạo ok này. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tạo cấp quyền cho cái user này truy cập vào dev shop dev để mà chúng ta sẽ có một cái quyền cấp cao hơn. Grant lâu lắm chúng ta mới quay lại, tôi mới quay lại DevOps đây anh chị ạ. Chứ lén đúng biết ok đi tí sai sợ shop dev rồi chấm chấm tu tu đến thằng này tip JavaScript thằng này anh chị nhá, cấp quyền đến cái user và cái localhost cho thằng này vậy enter rồi ok query row không ảnh hưởng rồi ok. Tiếp tục là chúng ta bước cuối cùng là chúng ta sẽ tạo một cái database của chúng ta ha. Create test database shop dev ok thành công rồi, sau đó chúng ta sẽ chuyển qua shop dev rồi ok. Bây giờ chúng ta kiểm tra table xấu đá ta chia table. Rồi ok, không có một table nào cả. Bây giờ chúng ta tạo đi. Chúng ta sẽ quên, chưa tạo bảng mà lấy insert in tú. Chúng ta có create này. Table user. User trong đó chúng ta sẽ có kiểu in này, kiểu ID là kiểu in này. Rồi, chúng ta có name là vacha này. 50 ký tự này, ví dụ như vậy ha. Rồi chúng ta sẽ có ấy kiểu in này. Được chưa? Rồi enter, chúng ta tạo một cái table, bây giờ chúng ta xâu cái table lại coi. Rồi có một cái row user, bây chúng ta sẽ sử dụng insert in into you
chúng ta có giá trị là gì? Name, in, in là chưa tự động mà. Chúng ta có một name là gì? Tip JavaScript, tip JS, anon stick ấy, 39 tuổi này. Rồi, chúng ta sẽ có, sorry, đây chứ. Chúng ta sẽ có ID, name, ấy, value, ấy. Rồi, chúng ta insert một record. Ok, xong. Bây giờ chúng ta đã có một cái record đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ select from row, coi nó có chưa. Select from user. Rồi, có một record. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cái connect của chúng ta này. Bây giờ chúng ta đã có cái user là gì? Tip JavaScript đúng không? Chúng ta sẽ có tip tip JS. Ok. Password là 1 2 3 4 5 6. Ok, đúng rồi. Name database sẽ bằng gì? Name database bằng subdep. Rồi chúng ta đưa subdep vô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết một cái lệnh khác. Chúng ta sẽ có pull. Pull gì? Select sao from user. Ok, bây giờ chúng ta thử comment lại, test lại coi đúng không. Ok, bây giờ nó sẽ triển khai cho analysis của chúng ta. Vậy thôi, thật ra mấy cái này thì thực ra đối với các anh chị cấp cao hoặc là DevOps chuyên nghiệp thì nó đơn giản rồi, nhưng có thể các anh chị mới tập tành sử dụng Docker hoặc là tham gia các khóa học e-commerce backend thì chúng ta còn hơi bỡ ngỡ. Thì video này nó sẽ giúp đỡ cho anh chị rất nhiều trong con đường lập trình backend cũng như là thao tác về DevOps. Trong khóa học của chúng ta là có nhiều cái chương trình đó, ví dụ Amazon này, Google Cloud này, rồi Elasticsearch, RabbitMQ, rất là còn nhiều cơ hội để cho anh chị học hỏi và tham khảo nữa. Một tháng 30 ngàn rất đơn giản đúng không anh chị? Rồi, video này chấm dứt tại đây ha. Chúng ta quay trở lại video khác vào lần sau.